Đây là khu du lịch Mỹ Thánh, thành phố Cần Thơ. Nó chở xe đi, lấy xe chở đi đi. Lấy xe chở đi, vào đi. Xe này. Đó. Ai được các anh chạy không? Hả? Hả? 10 tháng 1. Trời. Trời, xe mới cày nó kéo luôn. Trời, xe mới cày kéo luôn mới chịu. Rồi. Cái này là mấy cây đóng thành tàu lửa kéo luôn. Kéo nguyên một đoàn luôn. Trời ơi. Đây là trưa ngày mùng 2 Tết. Thank you.
trên chiếc tàu thủy của chúng ta đang xuất hiện theo một chiều ngã và đoạn. Và chúng ta cùng chờ xem là liệu chúng ta sẽ làm gì với chiếc tàu của mình ạ. Có một chiếc tàu thật lớn để phục vụ cho diễn viên của chúng ta và diễn viên chúng ta sẽ xoay một vòng 360 độ. Cho tiếp tục thành công của đội của chúng ta luôn ạ. Vâng, và chúng ta đã mở màn cho những tiết mục đầu tiên thành công, và sau đây là chương trình siết thị của đoàn du lịch Thanh Hải Nghệ Khánh. Các bạn khán giả chúng ta sẽ đang lại thành phố để chờ xem chương trình siết thị của chúng ta luôn ạ. Và trong lúc biểu diễn chương trình siết thị với những khán giả, chúng ta vừa lòng không được bước thức ăn vào bên trong sân khấu, cũng như là gác chân hay bám tay vào bên trong sân khấu trong lúc biểu diễn. Vâng, và một lần nữa với những khán giả nào chúng ta có các bé nhỏ, mình vui lòng giữ các bé nhỏ của mình lại, không để cho các bé đưa tay hay gác chân vào bên trong sân khấu trong lúc biểu diễn vì những thấy rất là nguy hiểm. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và sau đây chương trình xuất hiện sẽ được phép bắt đầu. Và xin mời chàng chúng ta đi chào đón nhà điều khiển cùng với chú rể của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay luôn ạ. Vâng, và để mở màn cho chương trình xuất hiện thì diễn viên Nguyễn chúng ta sẽ được thăng bằng và di chuyển qua một chiếc tàu bé nhỏ trên bên. Và về miền Tây thì chiếc mục này còn được gọi là thủy đi qua cầu thủy. Vâng, và một tư thế ngồi thể hiện sự chuyên nghiệp. Vâng, và giờ đây thì trên vai của diễn viên Nhi sẽ gánh thêm một gánh nước nữa ạ. Và liệu rằng là hai sự nước này có giúp cho diễn viên Nhi chúng ta giữ được thăng bằng để di chuyển qua chiếc tàu này một lần nữa hay không nha. Vâng, và rất hy vọng là sau mỗi tiết mục thành công, chúng ta sẽ cho diễn viên Nhi của mình một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ luôn ạ. Vâng, và những chiếc tàu thủy của chúng ta đã có người cũng xuất hiện thêm 3 chướng ngại vật. Và nhiệm vụ của diễn viên Nhi là phải vượt qua cả 3 chướng ngại vật lượt đi lẫn lượt về nữa nha. Vâng, và một lượt đi rất thành công và được đi về thì sao đây ạ? Vâng, và xin một chàng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho tiết mục thành công vừa rồi của chương trình chúng ta luôn nha. Và xin mời quý vị khán giả cùng các bé nhí nhí chúng ta đến với tiết mục thứ 2 của diễn viên Nhi. Vâng, và tiết mục lần này chú vị chúng ta sẽ thể hiện sức mạnh bề mặt của mình bằng cách để trồng cây chuối cho những chiếc rễ chuối non của mình. Thẳng tiếp theo. Vâng, và diễn viên Nhi của chúng ta sẽ được cao tay chào quý vị khán giả cùng các bé nhí nhí của mình nữa nha. Và lần trồng cây chuối thứ hai thì các chiếc rễ chúng ta sẽ được chất cao hơn nữa nhằm để tạo độ khó cho diễn viên Nhi. Vâng, và có lẽ như là không có gì có thể làm khó được chú chuỗi chúng ta đâu ạ. Và sau lần trồng cây chuối thứ hai thì diễn viên Nhi chúng ta sẽ được cao tay chào khi khán giả phía bên tay trái của mình luôn ạ. Mình nó làm mà nó khó nhưng mà cũng không phải làm nó bay lên được vậy đó. Và lần này thì các chiếc ghế chúng ta sẽ được tăng độ khó lên gấp đôi. Thẳng tiếp theo nào. Vâng, và rất hy vọng là sau lần trồng cây chuối thứ ba, diễn viên sẽ đưa tay chào khi khán giả bên tay phải của mình nữa nha. Và tiếp tục tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ sao có bừng tay sao vậy? Vâng, mời anh sẽ nói em nhé. Em có quyền lấy một tờ 100 đô la. Nhưng mà nhà hàng ấy kêu đồ con ăn nhé. Nếu như cày có thể uống sữa nha. Còn không thì bước theo cho em lấy phong bì bao lì xì. Rồi cái video một lần mới với Winner dẫn đi như cũ là 2.000 đồng một tờ đã vé. Tôi chúc anh chị mình đã bước bên trong là dự bị khánh. Nếu có mọi chưa có mệt thì hãy cứ ghé vào
ra sân bãi Đông Đông Ứng Dương cùng thoải mái cùng tham gia chương trình Lô Tô Show. Quý vị biết đâu chúng ta sẽ được hái lọc đầu năm với một phong bì 200.000 đồng và một vé 20.000 đồng, một vé tặng một vé. Chúng ta cùng chúng tự qua một tô gấu bông hoặc là lấy một phong bao lì xì trị giá 200.000 đồng. Quý vị và ngay từ bây giờ bên dưới bánh ăn chân đang đứng chờ bác dĩa đứng quạt thôi nha, nóng dữ đây em. Khách đông quá hả, đi mệt quá phải không? Rồi những bé sau cùng với người ơi, người ta nói bé cầm bé thừa là bé chưa đoạt giải, mà bé gối tay là bé rủ nhiều may. Thì bên tay của người đẹp Bảo Nghi còn mấy bé cũng như là Kim An còn hai ba bé sau cùng với quý vị. Thì quý hết vé rồi hả? Rồi hiện tại thì bây giờ xin lỗi nhé, xin mời anh Trung trở về sân khấu ạ. Ai tên anh Trung mà? Dạ là anh Trung ơi, đừng tiến về sân khấu giùm em, gấp cho anh Trung nha. Rồi mình sẽ chứng lòng qua bên trong nhà hàng. Dạ là anh Trung nghĩ thật là con sân khấu nha, mình là anh Trung nghĩ thật là con sân khấu, mình tiến về tổ sân khấu vậy luôn à. Anh ơi anh ơi, đâu chú ơi, ngày sau em muốn làm con số. Nói đi kìa. Vâng, lần nữa xin mời anh Trung chứ còn thật kỹ về sân khấu ạ. Trong kia là gì? Khám phá cội nguồn. Ở trong kia giống như gì ta? Là phim nè. Đây chuột hả? Chuột to vậy vậy? Mua này thì cò này, con này này, đừng có mua chuột đi, mua nó này, đó, cá lóc nướng nè, cá nướng nè, cá này, cá chiên nè, à, mua đi, ngồi chỗ nào đâu, không ngồi chỗ nào đâu, ăn, ốc nữa nè, ốc, ốc bươu nè, đây, trên nè, ốc nữa nè, ờ, kêu đi, kêu đi, kêu ốc nè, ốc cùng làm dưa lại. Cái gì vậy? Cái thịt cừu mà. Cái này. Đây là thịt cò hả chị? Ba món nữa đi. Cái này là gì? Với một ốc nữa chung ơi. Mưa rồi. Cần Thơ mưa.